Chào các bạn nha. Hôm nay mình lên thăm cái chuồng yến nhà mình. Mình quay lại cho các bạn xem ha. Hôm nay mình lên mình xử lý thuốc. Khu vực này là khu vực chuồng đảo các bạn. Lúc trước mình mở hai cửa qua hướng đông, nhưng sau đó không hiệu quả, mình đã bít một cửa, còn chữa một cửa hướng đông. Sau đó mình mở thêm một cửa bên đây, tây nam. Đây là khu vực chuồng đảo. Đây là lỗ thông nè các bạn, thông từ chuồng đảo vô. Đây là sàn dưới ha. Nhà yến này của mình hiện tại là hai sàn, ba sàn nhưng mà mình mới thông có hai sàn à. Bắt đầu mình vô trong các bạn. Đây cũng là một lỗ dẫn vô. Mình tắt loa hết trơn các bạn để mình lên ha. Đây là ra ngoài. Khu này thì chưa có tổ các bạn. Các bạn thấy cách loa, bố trí loa của mình nha. À, mỗi chuồng yến thì có một cách bố trí loa khác nhau. Lúc đầu tiên thì mình chỉ bố trí loa rời thôi. Sau đó rồi mình mới tăng thêm cái loa chùm 4 cái mình gắn ở góc các bạn. Mỗi tầng mình gắn thêm, mỗi ô này chứ một phòng mình gắn thêm 4 chùm như thế này. Còn trước mình chỉ gắn theo cái chiều này thôi. Đó. Đây là phòng ngoài, phòng này thì chưa có tổ các bạn. Nó không ở tổ phòng này. Phòng này trước thì mình làm có cái hồ nước nữa các bạn ha. Cái hồ nước. Máy phun con gà. Đây là cửa thông phòng nè các bạn. Đây là tầng trong các bạn ha. Mình thấy đây có trứng nó mới nở các bạn. Và chim mới nở. Cái tổ này nó là nở trên tổ giả ha. Chim non nè, các bạn thấy đôi chim non này không? Đôi chim non đang bám trên cái tổ này. Hai con các bạn. Ồ, có tiếng chim non kêu trên cái tổ này. Hai chim non đang bám trên cái tổ ha. Hai chim non đó. Ủa chỉ là cắm tổ trồng này thì cũng giống ở ngoài thôi. Thì chỗ này nè, chỗ này khu vực này tổ nhiều hơn nè. Tổ này thì có một con chim non các bạn. Chim này già hơn chim hai chim kia. Đây, khu vực này nó đang móng tổ, nè. Tổ nhiều các bạn. Mệt nhiều nè, đó cặp yến non nè, các bạn thấy không? Cái này cũng non lắm ha. Chắc cái này chắc được 2-3 tuần vậy đó. Hoàn thiện nè, mà không thấy có chim nữa các bạn. Thường thường ở trong gấp các bạn, không biết sao nó thích khu vực gấp. Nó bay rồi, con chim nào nó bay rồi. Bay rồi. Đây cái tổ hoàn thiện nè, nó làm trong khu vực gấp này không. Sàn này của mình thì nó làm tổ khu vực gấp này nhiều. Rồi nó nhát con chim nó không biết nó biết bay cho nó bay nữa. Thấy mình nó sợ nó bay à. Mình rút ra là nó sợ sàn này thì tổ không được nhiều mấy. Đây thì trong mình nhìn ngược ra các bạn nha. Này để mình soi cho các bạn xem con chim non này ha. Trứng mới nở.
thấy non không? Đỏ hỏn luôn á. Đó, hai con miệng đỏ hỏn luôn á, thấy không? Nhìn trên cái kính của kính xe các bạn, hai con yến đỏ hỏn luôn á. Ồ, yến non nó mới nở đó. Tổ này cặp này làm trên tổ giả nha. Rồi mình ra ngoài các bạn. Trong đây mình có bố trí camera để quan sát này các bạn. Đây từ trong mình nhìn ra. Đây là tầng dưới nha các bạn. Tầng dưới. Đi xe khu vực có phân có tổ nha. Chỗ này có hai tổ, một tổ gần hoàn thiện, một tổ đang làm. Và mình bắt đầu vô trong các bạn ha. Ở khu vực này cũng đầy. Có giếng rồi. Chen chúc nhau các bạn. Có những nhà chơi chung mình mới làm được khoảng hơn 1 năm rưỡi. Cách bố trí cũng giống như sàn trên các bạn ha. Loa mình cũng đóng theo cái loa rời này. Sau đó mình cũng bố trí thêm loa chùm. Một ô như thế này mình bố trí thêm 40. Mỗi chùm 4 cái. Yến bay đó các bạn. Ở tầng dưới này cũng giống như tầng trên các bạn. Nó tập trung tổ bên tầng dưới vô trong. Ở yến bay các bạn. Tập trung làm tổ tầng trong, không làm ở phòng ngoài này. Ở phòng ngoài này mình lên thấy có phần đây kìa. Có đăng phần đây kìa, để mình coi để có trên này có tổ mới không. Có phần chưa thấy quẹt nữa ha, chưa thấy. Rồi mình vô trong các bạn. Đây là tầng trong của mình. Mình cũng bố trí. Ồ, trong này còn yến rồi. Còn yến trong đây nữa. Mình trước khi mình lên là mình đã tắt đèn rồi đó các bạn. Ở bên mình tắt loa đó các bạn. Rất là đèn nó bay lộn xộn quá, mình tắt loa cho nó ra đó. Để mình đây đợi chút xíu cho nó ra ha, để làm nhà nó sợ đi xe nữa bạn. Chỗ này lồng yến quá trời luôn, chỗ này phần nhiều. Khu vực này có mấy tổ các bạn, hồ yến non các bạn, thấy không? Hai con non là tổ nè, khu vực này 3-4 tổ luôn. Đây cũng có nè các bạn. Ồ, trong tổ giả đó. Tổ giả này nó khô quá không biến nó. Còn theo tổ nó bị cong qua luôn. Nó hai chiếc non á. Đây cũng hai tổ nè các bạn. Sàn này thì tổ nhiều hơn sàn trên. Chuồng yến mình làm tiền chế đặt ổ này làm cũng hoàn thiện rồi nè. Đây là cái tổ giả này các bạn, nó vượt trên tổ giả nè, các bạn thấy không? Đó, con yến đậu kìa, nó có thể có yến ở đâu đây. Khu vực này tổ đóng lộn xộn, tổ khu vực đóng này hơi nhiều. Đây cũng nặng lắm. Tổ nè. Thấy tổ, tổ này cũng hoàn thiện nha. Đây là cái tổ giả nè. Để sợ và để tránh trường hợp nó sợ nè. Đây cũng là cái tổ giả nè. Đây là hai tổ đang hoạt. Hai tổ. Bước sợ.
vô cái điện thoại của mình luôn, một cái bóp luôn. Không biết yến nó già hay non rồi, mà sợ nó đi thì uổng lắm. Xịt thuốc mấy con mọt, mọt nhiều quá nó phân, nó làm cho phân hơi thơm các bạn. Để mình soi cho các bạn thấy mấy con mọt ha, mấy con mọt đang phân đó. Thấy không? Đang đang dữ đó. Đó là mình lên mình xịt cho mấy mọt này nó chết, cho cái phân yến này nó thơm các bạn. Ôi trời, mấy con mọt luôn. Để cho nó có mùi tự nhiên các bạn. Mọt nữa. Để mình quay lên hai con yến này để các bạn thấy kết thúc. Đây, hai con chim yến này, yến này gặp sắp biết bay rồi. Rồi kết thúc các bạn, chào các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thích thì đăng ký giùm mình, hàng ủng hộ mình và chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn.